Schön, dass ihr mein Video anschaltet. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong bài học ngày hôm nay. Và bài học lần này của chúng ta sẽ có chủ đề đó là Tages Ablauf beschreiben, miêu tả những hoạt động trong ngày của bạn. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những từ vựng liên quan tới chủ đề này. Và sau đó sẽ là phần ngữ pháp. Phần ngữ pháp của chúng ta lần này đó là về trennbares Verb, động từ tách được. Và bây giờ thì lass uns anfangen. Bây giờ thì mình sẽ phát âm những từ vựng và các bạn có thể nhắc lại theo mình nếu như muốn nhé. Aufstehen. Aufstehen có nghĩa là ngủ dậy. Duschen. Duschen có nghĩa là tắm. Frühstücken. Frühstücken ăn sáng. Zähne putzen. Zähne putzen đánh răng. Sich anziehen. Sich anziehen mặc quần áo. Den Bus nehmen. Den Bus nehmen bắt xe buýt. Ins Büro. In die Uni. In die Schule gehen. Ins Büro. In die Uni. In die Schule gehen đến văn phòng hay là đến trường đại học hay là đến trường học. Arbeiten. Arbeiten làm việc. Unterricht anfangen. Unterricht anfangen tiết học bắt đầu. Unterricht aufhören. Unterricht aufhören tiết học kết thúc. Mittagspause machen. Mittagspause machen. Nghỉ trưa. Zu Mittag essen. Zu Mittag essen ăn trưa. Nach Hause gehen. Nach Hause gehen đi về nhà. Zu Abend essen. Zu Abend essen ăn tối. Ins Bett gehen. Ins Bett gehen đi lên giường. Schlafen. Schlafen ngủ. Einschlafen. Einschlafen chìm vào giấc ngủ. Đó là tất cả những từ vựng mà các bạn cần biết trong bài học này. Ich stehe in der Früh meistens um 6 Uhr auf. Zuerst gehe ich ins Badezimmer, dusche mich und putze mir die Zähne. Danach frühstücke ich. Um 7.10 Uhr gehe ich aus dem Haus. Ich nehme den Bus um 7.20 Uhr und fahre in die Schule. Um 7.30 Uhr komme ich in der Schule an. Der Unterricht fängt um 8 Uhr an. Um 12 Uhr mache ich Mittagspause. Zu Mittag esse ich immer in der Kantine. Die Schule hört um 15 Uhr auf. Danach gehe ich nach Hause. Am Nachmittag gehe ich oft einkaufen oder treffe meine Freunde. Gegen 19 esse ich zu Abend. Oft muss ich auch noch am Abend arbeiten. Um 23 gehe ich ins Bett. Ich lese noch mein Lieblingsbuch und schlafe dann um 24 Uhr ein. Giống như trong tiếng Anh thì trong tiếng Đức chúng ta cũng có những từ gọi là tiền tố mà khi mà chúng ghép với cả động từ gốc thì nó sẽ tạo ra những động từ với nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Ví dụ như mình có động từ steigen thì khi mà chúng ta thêm tiền tố ein vào động từ thì chúng ta sẽ có einsteigen, có nghĩa là đi vào, đi lên. Ví dụ như in den Bus einsteigen có là đi lên xe buýt. Thế nhưng mà khi mà chúng ta thay tiền tố ein bằng tiền tố aus, chúng ta có aussteigen. Nó sẽ có nghĩa là đi ra. Còn umsteigen thì nó có nghĩa là chuyển từ một chỗ này sang một chỗ khác. Good. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta hãy cùng đến với phần thứ hai, đó là phần grammatic, ngữ pháp. Như mình đã nói với các bạn từ đầu của video, đó là ngữ pháp của chúng ta lần này là về động từ tách được.
trennbares Verb. Động từ tích được là những động từ như thế nào? Nó là những cái động từ mà bao gồm tiền tố, prefix và động từ gốc. Mình lấy ví dụ động từ anfangen. Thì an ở đây là tiền tố, còn fangen là động từ gốc. Và khi mà các bạn đọc thì các bạn lưu ý là những động từ tách được thì chúng ta nhấn trọng âm vào tiền tố. Đây là dạng infinitive, dạng nguyên thể của động từ. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng động từ trong một câu, chúng ta đặt nó vào một câu, thì có một điều phải lưu ý đó là chúng ta phải, như cái tên của nó, chúng ta phải tách động từ này ra. Động từ gốc thì chúng ta để ở vị trí thứ hai sau chủ ngữ, và còn tiền tố thì chúng ta đặt ở dưới cuối cùng của câu. Ví dụ như là Der Unterricht fängt um 8 Uhr an. Chỉ có một vài tiền tố nhất định là những tiền tố có thể tách được và chúng ta hoàn toàn có thể học thuộc được chúng. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái tiền tố mà đối với những người mới bắt đầu học thì chúng ta thường xuyên gặp phải nhất. Auf. Ví dụ Aufstehen. Ich stehe um 6 Uhr auf. Các bạn có thể thấy là động từ stehen, động từ gốc, thì mình đặt sau chủ ngữ ở vị trí thứ hai. Còn auf, tiền tố thì mình sẽ đặt ở cuối cùng của câu. An, anfangen. Der Unterricht fängt um 8 Uhr an. Fern, Fernsehen. Ich sehe gern fern. Thực ra đây là một cái tiền tố đặc biệt, tại vì nó không ghép được một cái động từ nào khác ngoài động từ sehen. Và khi mà chúng đứng cạnh nhau thì chúng ta sẽ có Fernsehen, có nghĩa là xem TV. Ab. Abholen. Meine Mutter holt sich in der Schule ab. Aus. Ausgehen. Ich gehe oft am Wochenende mit meinen Freunden aus. Ein. Einkaufen. Ich kaufe im Supermarkt ein. Zusammen. Zusammen lernen. Ich lerne mit meinen Freunden zusammen. Trong bài học ngày hôm nay thì các bạn đã được làm quen với khá là nhiều từ vựng. Lời khuyên của mình dành cho các bạn đó là các bạn đừng có ghi chép lại y nguyên những cái từ mà mình đưa cho các bạn trong bài học, mà các bạn hãy đặt câu với chúng. Đó. Các bạn hãy dùng trí tưởng tượng của mình để mà áp dụng vào việc học từ vựng, đừng có học thuộc lòng nhé. Có khi là các bạn học ngày hôm nay thì ngày hôm sau bạn đã quên luôn rồi. Và cái mục đích của chúng ta khi học ngoại ngữ đó là không phải để chúng ta làm những bài tập ngữ pháp để chúng ta có được điểm cao ở trên lớp, mà mục đích quan trọng nhất đó là các bạn có thể giao tiếp được bằng cái ngôn ngữ đó. Có nhiều bạn thì ở trên lớp thì điểm rất là cao, thế nhưng mà khi mà ra ngoài, khi mà phải sử dụng tiếng Đức để giao tiếp thì tự dưng những cái từ mà mình biết thì nó đi đâu mất rồi. Và các bạn không thể nào mà áp dụng được những cái vốn hiểu biết của mình. Vậy thì các bạn làm thế nào để mà có thể tự tin chơi khi mà giao tiếp bằng tiếng Đức? Thì cái lời khuyên của mình cho các bạn thì các bạn sẽ phải luyện tập và luyện tập. Trước tiên các bạn hãy học từ vựng bằng cách là đặt câu với chúng. Ví dụ cụ thể như trong bài học ngày hôm nay thì các bạn có thể dựa vào cái đoạn text của mình để mà các bạn có thể tự viết được một cái đoạn văn miêu tả lại một ngày của các bạn. Và các bạn hãy, sau đó thì các bạn hãy cố gắng mà có thể kể lại một cách tự nhiên nhất mà các bạn có thể. Và nếu như lần đầu tiên chưa được tốt lắm thì các bạn hãy tập lần thứ hai, lần thứ ba, nhiều hơn thế nữa, để mà khi nào mà các bạn cảm thấy hài lòng thì thôi. Và đó cũng là một cách các bạn luyện tập. Ok, và mình hy vọng rằng những cái tips đó của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Còn bây giờ thì vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.